Chào các bạn học sinh lớp 1 đã đến với video bài giảng môn tiếng Việt viết kể chuyện. Trước khi bắt đầu tiết học, chúng ta sẽ cùng khởi động bằng một trò chơi mang tên Mèo tặng hoa. Các bạn hãy trả lời cái câu hỏi của cô mèo để nhận được những bông hoa tươi tắn nhất nhé. Tiết học trước, chúng ta học bài kể chuyện gì? Các bạn có 10 giây suy nghĩ và trả lời. Chúng mình đã học bài Ba chú thỏ. Câu chuyện Ba chú thỏ kể về những con vật nào? Đúng rồi, trong câu chuyện có bạn voi, bạn thỏ và chó sói. Con thích nhân vật nào nhất trong câu chuyện? Vì sao? Cảm ơn con, đây là câu hỏi mở. Con có thể thích bất cứ nhân vật nào trong câu chuyện và giải thích lý do vì sao được là rất tốt rồi nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện khỉ và sư tử. Các bạn hãy quan sát đúng bức tranh và dự đoán xem nội dung câu chuyện nói về ai và đã xảy ra những sự việc gì nhé. Nào, bây giờ chúng mình hãy cùng nghe câu chuyện thôi. Khỉ và sư tử. Ở khu rừng nọ, có một con sư tử rất hung dữ và kiêu ngạo. Mỗi ngày, nó bắt một con thú nhỏ phải tự đến nộp mình cho nó ăn thịt. Khắp khu rừng đầy tiếng than khóc. Thấy vậy, khỉ bèn tìm cách để cứu mình và bạn bè. Đến lượt khỉ phải đi nộp mình cho sư tử, nó cố ý đi muộn. Vừa thấy bóng khỉ, sư tử đã gầm lên: "Sao mày đến muộn thế?" Khỉ tỏ vẻ sợ sệt: "Thưa ông, tôi vừa ra khỏi cửa thì có một ông sư tử khác giữ tôi lại, đòi ăn thịt. Tôi van xin mãi mới được đến đây để gặp ông." Sư tử lại gào lên: "Sao lại có kẻ to gan dám trêu ta? Hãy đưa ta đến gặp nó ngay." Khỉ dẫn sư tử đến một cái giếng. Sư tử nhìn xuống đáy giếng, thấy một con sư tử đang gườm gườm nhìn mình. Sư tử đưa chân ra dọa thì con sư tử kia cũng giơ chân ra. Sư tử gầm lên thì con kia cũng gầm lên. Tức mình, nó liền nhảy xuống định cho con sư tử kia một trận. Nhưng nó rơi tõm xuống giếng, giãy giụa một lúc rồi chìm nghỉm. Khỉ bèn đi loan báo tin vui cho cả khu rừng, ai cũng cảm ơn và mến phục tài trí của chú khỉ nhỏ. Mỗi ngày, sư tử bắt một con thú nhỏ để ăn thịt. Khỉ nghĩ, phải cứu mình và các bạn. Tới hôm, đến lượt khỉ nộp mình cho sư tử. Khỉ đến muộn, sư tử tức giận. Khỉ giải thích rằng có một ông sư tử khác. Sư tử nhìn thấy bóng của mình dưới giếng, tức giận quá: "Con sư tử kia!" Sư tử nhảy xuống giếng và chìm nghỉm. Thế là bạn khỉ đã cứu được mình và các bạn rồi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng tập kể lại câu chuyện qua từng bức tranh nhé. Giỏi lắm! Hôm nay chúng ta đã học câu chuyện gì nhỉ? À, đó là câu chuyện Khỉ và sư tử. Con thích nhân vật nào nhất? Tại sao? Hãy tập kể lại câu chuyện này cho ba mẹ
và người thân của mình nghe nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào tiết học lần sau.